Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Hôm nay là ngày 25 tháng 8 năm 2020, cơ sở đồ gỗ Hiền Lành tiếp tục giới thiệu tới quý vị trên toàn quốc cũng như là gia đình anh Toàn, anh ở Vũ Thư Thái Bình, bộ cuốn thư câu đối của anh đã xong. Chúng tôi hoàn thiện theo yêu cầu của gia đình, đó là sơn son thép vàng và phần chữ là chúng tôi sơn then hay còn gọi là sơn màu đen. Thì trên màn hình quý vị các bạn đang chiêm ngưỡng đây là bức cuốn thư Long Hóa Mai, có kích thước là dài 1m97, rộng 97 và dày 5 phân, chạm ba chữ ở bên trong là Đức Lưu Quang, đọc từ bên phải sang, bởi vì đây là chữ Nho thì chúng tôi đọc từ bên phải sang, nếu như là chữ Thư Pháp thì đọc từ bên trái sang. Toàn bộ chữ Nho này là có dịch phụ đề ở phía dưới để cho quý khách hàng dễ hình dung. Còn câu đối của anh là câu đối lòng mo, lòng máng, anh kê vào nhà thờ gỗ nên là cột tròn, chúng tôi làm theo yêu cầu là lòng mo hay còn gọi là câu đối lòng máng cũng được. Thì câu đối này có kích thước là dài 2m17, chiều rộng là 32 phân, chiều dày là 5 phân. Câu đối này thì chúng tôi chạm bên trên là rơi rơi ngậm đồng tiền hay còn gọi là ngũ phúc kim tiền. Phía dưới thì chúng tôi đục lãng hoa quả đào. Bên câu đối này một bên chúng tôi chạm là Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh, một bên chúng tôi chạm là Tổ Tông Công Đức Thiên Niên Thịnh. Toàn bộ chữ Nho và phụ đề tiếng Việt đã được sơn then. Vì là sơn son thép vàng nên là màu chữ chúng tôi sẽ làm nó nổi bật lên. Vì nền là sơn son thép vàng thì chữ là nên đi chữ đen. Quý vị ưng mẫu sản phẩm này, quý vị có thể tham khảo thêm một mẫu nữa. Trong video trước thì chúng tôi đã đưa là sơn PU cánh gián. Thì quý vị hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để cập nhật các cái video mới nhất mà chúng tôi đưa lên. Cơ sở nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong các cái video tiếp theo. Xin cảm ơn.